Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta gặp nhau để xử lý một số bài toán về nhị thức Newton. Chúng ta sẽ vận dụng Casio để chúng ta xử lý nó một cách nhanh chóng. Thì những ngày vừa qua, do công việc khá bận rộn nên thầy không có kiểm tra video để cho các em học sinh khối 1 ôn tập kiểm tra một tiết. Nhưng mà không sao, vẫn còn học kỳ 1 và các em có thể sử dụng video này làm tư liệu để năm sau chúng ta thi tốt nghiệp trung học phổ thông 12. Thì ngày hôm nay ta sẽ làm video về kỹ thuật Casio trong bài toán nhị thức Newton, và hôm sau sẽ là một bài tổng hợp về các quy tắc đếm cũng như là bài toán xác suất nhị thức Newton tổng hợp gồm 25 câu, sẽ khá hữu ích cho các em trong những kỳ thi học kỳ 1 này, và cũng như là tư liệu để xem năm các em có thể ôn tập. Chúng ta bắt đầu khởi động máy tính để chúng ta đi vào cái ví dụ số 1. Ví dụ 1, gọi N là nghiệm của phương trình tổ hợp chập 1 trừ N của 5 trừ N trừ đi chính hợp chập trừ N của 1 trừ N bằng 6. Đáng lẽ thầy không có đưa ra ví dụ 1 này, nhưng mà một số bạn lại hay nhầm lẫn và thực hiện một cách khá máy móc cái tính năng table, nên chúng ta sẽ có một số cái lưu ý khi làm những cái ví dụ mà chúng ta sử dụng tính năng table để chúng ta tìm nghiệm. Thì công việc đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm điều kiện của N để biết là chúng ta sẽ cho N chạy từ đâu đến đâu. Ở phần phía trên thầy gọi nó là ngọn và phần phía dưới thầy gọi nó là góc. Giá trị của N của mình nó phải là n nguyên, tức là n nó phải là thuộc z. Ở đây nếu n chúng ta điều kiện nó là số tự nhiên thì mình nghĩ điều đó nó hoàn toàn sai. Vì sao? Chúng ta sẽ được biết sau đây. Đầu tiên là n của chúng ta sẽ là nguyên, ngọn nó sẽ là lớn hơn bằng 0 và góc nó sẽ lớn hơn hoặc bằng ngọn. Nếu cái điều kiện này chúng ta thấy nó đúng thì chúng ta sẽ không đưa vào cái hệ này nữa. Như vậy chúng ta thấy 5 trừ n nó luôn luôn lớn hơn là 1 trừ n, tương tự 1 trừ n nó luôn lớn hơn trừ n, nên ta sẽ không có đưa cái điều kiện là góc nó lớn hơn hoặc bằng ngọn, mà chúng ta chỉ có điều kiện là 1 trừ n nó phải là lớn hơn hoặc bằng 0. Tương tự trừ n nó phải là lớn hơn hoặc bằng 0. Tới đây n chúng ta là thuộc z. N nó bé hơn bằng 1 và n nó bé hơn hoặc bằng 0. Cùng bé chúng ta sẽ chọn số bé nhất, tức là n lớn hơn hoặc bằng 0. Chúng ta bắt đầu xử lý như sau. Chúng ta sử dụng tính năng table mode 7 để chúng ta lập bảng tính và chúng ta sẽ tìm nghiệm. Thì ở đây chúng ta nhập vào là 5 trừ n, tức là chúng ta thay n bằng x. 1 trừ x, chúng ta trừ cho 1 trừ x, ở đây là chỉnh hợp. Chúng ta chuyển hết về một vế và cụ thể thầy chuyển qua vế trái là trừ 6. Máy tính nó tính một lần hai hàm, hiện tại đối với bài này chưa cần, nhưng mà bài sau thầy sẽ vận dụng cho các em, tức là chúng ta tính một lần hai hàm. Bắt đầu bé hơn hoặc bằng 0, chúng ta bắt đầu từ số nhỏ đến số lớn. Bắt đầu ví dụ như là trừ 15, kết thúc là số 0. Bước 1, với n bằng trừ 15 thì cái giá trị của chúng ta tính được là nó khá bé, là trừ 2 nhân tới 10 mũ 13. Thì bắt đầu nó giá trị tăng dần. Với n bằng 4 thì x được 0, chứng tỏ n bằng trừ 4 đó là nghiệm. Đã hết. Chúng ta thấy rằng những cái giá trị cuối cùng đây nó rất là bé. Như vậy nếu bạn nào thích thì chúng ta có thể là kiểm tra thêm là có thể là trừ 30 đến trừ 15. Nhưng mà thì thầy nghĩ điều đó là không cần thiết. Như vậy chúng ta vừa có được nghiệm n bằng trừ 4. N bằng trừ 4 ta thay vào 2 trừ cho 2n. Thì ở đây nó sẽ bằng 10. Để chúng ta xong. Qua câu ví dụ 2. Cho khai triển và tìm cái giá trị lớn nhất trong các cái giá trị từ E0 đến E12. E0 đến E12 đây chính là các hệ số đứng trước x. Thì như vậy là chúng ta sẽ đi tìm các cái giá trị lớn nhất. Thì bài này chúng ta cũng sử dụng tính năng table để chúng ta xử lý. Thì đầu tiên chúng ta xin thử ở đây CK của 12 một mũ, chúng ta sẽ khỏi ghi lại. Ở phía sau là 2 mũ K và nhân cho x mũ K. Ở đây K của chúng ta là chạy từ 0 đến 12. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm các hệ số cũng như là ở video trước. Thì trong quá trình mà khai triển đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn ta sử dụng tính năng table này để chúng ta đi tìm các hệ số đứng trước. Thì bây giờ chúng ta chỉ làm tương tự như sau. 12 CX nhân cho 2 mũ x. Chúng ta bắt đầu cho K chạy, ở đây là K chạy từ 0 đến 12. Một 760, 7920, 25344. Bắt đầu giảm dần. Như vậy chúng ta thấy ngay là 126720. Đây chính là giá trị lớn nhất trong các giá trị là từ E0 đến E12, ứng với n bằng 8. Chúng ta có ngay đáp số. Đây là 126720. Xử lý khá dễ dàng bài toán này. Thì ví dụ số 3 tương tự như là ví dụ số 2 thì các em sẽ tự xử lý. Bây giờ chúng ta qua ví dụ số 4. Tìm số hạt không chữ x trong khai triển. Thật ra bài đây là một bài toán nó khá bình thường. Và hiện tại đối với học sinh lớp 11 thì chúng ta chưa học đến những cái căn bậc 3 hay là căn bậc 4 như thế này. Nhưng mà thầy sẽ nói sơ qua. Vì sao? Vì khi chúng ta nắm được ý thì hoàn toàn chúng ta sẽ vận dụng, chúng ta làm những bài khác được. Ví dụ như tương tự như là bài tập số 1 này. Chúng ta bắt đầu ví dụ số 4. Căn bậc 3 của x trừ 2 chia cho căn bậc 4 của x tất cả mũ 7. Ở đây chúng ta nhân cho trừ 2 mũ K. Và chúng ta sẽ chia cho là căn bậc 4 của x mũ K. K chạy từ 0 đến 7. Chúng ta bắt đầu như sau. Thay vì chúng ta phải khai triển mà chúng ta biến đổi ra căn bậc 3 của x tất cả mũ 7 trừ k, đó là x mũ 7 trừ k chia 3. Tương tự ở đây là x mũ k chia 4. Chia thì chúng ta sẽ lấy số mũ chúng ta trừ đi. Nhưng mà chúng ta không, chúng ta làm một kiểu khác nữa và ứng dụng là một số bài toán, ví dụ như bài tập số 1 này. Thì nếu chúng ta đi tìm cái hệ số của x mũ 5 thì chúng ta xử lý như thế nào? Hoàn toàn tương tự. Thì ví dụ 4 này, tìm số hạng 0 cho x, tức là số mũ của x nó sẽ bằng 0. Chúng ta xử lý như sau. Chúng ta sẽ tận dụng hai hàm fx và gx cùng lúc. Thì đầu tiên thầy sẽ nhập vào là căn bậc 3 của x mũ 7 trừ k. Thì ở đây thầy sẽ cho giá trị x là bằng 10. Chúng ta có thể gán số 10 vào A, để chúng ta sẽ nhập A ở đây cũng được. Mũ 7 trừ x. Chúng ta nhân tiếp cho ở đây là 1 chia, tức là chúng ta có thể là thực hiện yếu tố chia. Căn bậc 4 của x ở đây chúng ta cho là 10. Khi chúng ta cho giá trị k chạy thì số hạng mà không cho x thì khi thay vào đây nó sẽ ứng với là 10 mũ 0, tức là bằng số 1. Như vậy nếu mình còn số hạng chứa x mũ 2 thì sao? Thì đương nhiên ta sẽ tìm là 100. Đó là lý do vì sao mà thầy chỉ nhập vào những giá trị x thôi. Tiếp tục chúng ta tận dụng gx. Ở đây thầy đã nhập sẵn là cái hàm gx. Gx đây chính là cái hệ số phía trước, bởi vì mình yêu cầu là tìm cái số hạng không cho x, nên bây giờ thầy chỉ cần bấm cái hệ số phía trước là đủ. Ở đây là ck7 nhân cho trừ 2 mũ k. Chúng ta bắt đầu tiếp tục, chúng ta bắt đầu từ 0 đến 7, bước là 1. Khi nãy thầy có nói chúng ta sẽ tìm ở cái hàm fx số 1, tức là 10 mũ 0, vì chúng ta đã gán ở đây x nó bằng 0. Thì chúng ta thấy ngay tại giá trị k 4 fx 1, tức là 10 mũ 0. Đây chính là hệ số của chúng ta là 560. Như vậy rõ ràng số hạng không chứa x trong khai triển này là 560. Bài toán như này chúng ta giải quyết khá nhẹ nhàng bằng cách kết hợp giữa hai hàm fx và gx trong cái tính năng table. Thì còn vấn đề gì mà chưa rõ hay là cần trao đổi hay là góp ý thì các bạn có thể là bình luận ở bên dưới video. Thì mỗi góp ý hay là bình luận nó đều giúp cho cái các video sau nó tốt hơn. Chúng ta tiếp tục với ví dụ số 5. Tìm hệ số của x mũ 5 trong khai triển. Biết rằng như vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm giá trị n để chúng ta xử lý cái khai triển này. Ở đây là n, đây là lớn hơn hoặc bằng 2. Rồi, như vậy là điều kiện của n của mình là n lớn hơn hoặc bằng 2. Thì chúng ta sẽ cho chạy từ 2 trở đi. 2 trừ x cộng 1 c của x trừ 1 chúng ta chuyển qua luôn là trừ 5. Chúng ta bắt đầu cho chạy từ 2 đến khoảng 20. Bước là 1. Chúng ta bắt đầu đi thử nghiệm. Với giá trị n bằng 5 thì nó thỏa cái phương trình này. Như vậy có n bằng 5 rồi. Thì chúng ta bắt đầu thay vào cái pha triển. Chúng ta thay như sau. Ví dụ 5. Thì ở phía dưới này còn một số bài toán. Như vậy các em có thể là dừng video lại và chúng ta xử lý nó xem thử như thế nào. Thì xíu nữa thì thầy sẽ đi xuống và chúng ta cùng nhau mà xử lý và chúng ta so sánh đáp số. Các em cũng đừng quên click vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất từ tác giả, cũng như là like và chia sẻ với mọi người của em nhé. Mọi người cho đi thì chúng ta sẽ được nhận lại. Thì ở cái nội dung chính trong đây nó có một số bài tập và thầy sẽ sử dụng Casio. Chúng ta xử lý khá nhanh chóng và cũng khá là thú vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chút nữa. Chúng ta quay lại cái ví dụ số 5. Khi chúng ta đã tìm được là n bằng 5, chúng ta thế vào. Ở đây là x 1 trừ cho 2x mũ 5 cộng cho x bình nhân cho 1 cộng x. Ở đây là 2n tức là mũ 10. Thì ở đây x chúng ta nhân cho, chúng ta khai triển tổng đầu tiên là ck5 nhân cho trừ 2 mũ k nhân cho x mũ k. K chúng ta chạy là từ 0 đến 5. Chúng ta cộng cho x bình. Đây là nếu chung một cái tổng thì chúng ta đương nhiên là chúng ta tách ra. Ở đây là k, ở sau là y hoặc l hoặc là mn. Nhưng mà ở đây là hai cái tổng riêng biệt thì hoàn toàn thầy có thể để đây là k. Còn nếu mà dễ nhầm lẫn thì chúng ta đổi lại, ví dụ như là cho y như là ci 10. Y chạy từ 10, y chạy từ 0 đến 10. 1 mũ 10 trừ y là khỏi ghi, chúng ta chỉ có là x mũ y. Thì chúng ta sẽ đi tìm là cái số hạng chứa x mũ 5 trong cái khai triển thứ nhất, và chúng ta sẽ cộng cho cái số hạng chứa x mũ 5 trong khai triển thứ hai. Chúng ta đặt nhân tử chung x mũ 5 ra ngoài thì chúng ta sẽ thấy được đâu là hệ số của x mũ 5. Thì đương nhiên như vậy ở trong cái khai triển thứ nhất chúng ta có x nhân cho cái tổng như thế này, thì muốn xuất hiện x mũ 5 ở ngoài đã có x thì đương nhiên k nó chỉ có thể là 4. Và ở số hạng phía sau, cái tổng phía sau chúng ta đã có là x bình ở trước, thì muốn có được là x mũ 5 thì đương nhiên y nó chỉ có thể là 3. Thì rõ ràng là cái hệ số của cái số hạng chứa x mũ 5 đó là chúng ta sử dụng cái tính để chúng ta tính. Ở đây ck5 tức là c45 là bằng 5. Chúng ta nhân tiếp cho trừ 2 mũ k tức là trừ 2 mũ 4. chúng ta cộng, vì chúng ta đặt nhân tử chung x mũ 5 ra ngoài nên cái hệ số chúng ta sẽ cộng lại phía sau là C30 bằng 200. Như vậy chúng ta có đáp số câu này là 200. Thì qua 5 ví dụ này thì có thử là chúng ta có còn điều gì mà chưa rõ hay là còn trao đổi, thì các em hãy cho ý kiến bằng cách là bình luận ở dưới video. Chúng ta chuẩn bị qua nội dung chính, và cái nội dung chính này hứa hẹn chúng ta sẽ có thêm là khá nhiều điều thú vị. Chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta bắt đầu vào bài tập số 2. Còn bài tập số 1 nó khá giống với những gì là thầy đã hướng dẫn, nên chúng ta sẽ tự giải quyết. Và bài tập số 2 như sau: tìm hệ số đứng trước x mũ 5 trong khai triển biểu thức sau đây thành đa thức. Ở đây chúng ta có mũ 4, mũ 5, mũ 6 và mũ 7. Thì muốn xuất hiện x mũ 5 thì đương nhiên chúng ta sẽ loại cái biểu thức đầu tiên trước là 2x cộng 4, 2x cộng 1 tất cả 4. Vì cái số mũ lớn nhất ở đây nó chỉ có thể là mũ 4. Thì chúng ta chỉ xử lý là 2x cộng 1 mũ 5. Chúng ta đi tìm hệ số đứng trước x mũ 5 ở biểu thức này. Chúng ta lại tiếp tục cộng cho là hệ số đứng trước x mũ 5 của biểu thức thứ hai. Chúng ta tiếp tục cộng cho cái hệ số đứng trước x mũ 5 của cái biểu thức thứ ba là 2x cộng 1 tất cả mũ 7. Thì ở đây thầy sẽ đưa ra một cái khai triển. CK5 nhân cho ở đây là 2x mũ cho 5 trừ k. Chúng ta có thể đưa 2x ra phía sau, nhưng mà ngồi ra cái a nếu nó là 5 trừ k thì cái b ở sau nó là k, nhưng mà hoàn toàn chúng ta có thể đổi ngược lại là cái số đứng trước nó là mũ k và số đứng sau nó là mũ dưới trừ trên, tức là 5 trừ k đều được. Thì ở đây hoàn toàn ta có thể đổi lại là 2 mũ k nhân cho x mũ k đều được. Chúng ta sẽ cho k nó chạy từ 0 đến 5. Tương tự ở thứ hai, thầy sẽ ghi cái chính, tức là ck6 nhân cho 2 mũ 6 nhân cho x mũ 2 mũ k nhân cho x mũ k. Cái thứ ba thầy sẽ ghi cái dạng tổng quát là ck7 nhân cho 2 mũ k và chúng ta sẽ nhân cho x mũ k. Thì để xuất hiện cái số hạng mà chứa x mũ 5 thì đầu tiên k nó phải bằng 5. Tương tự ở đây k nó cũng phải bằng 5, và ở đây k nó cũng phải bằng 5. Thì khi đó các hệ số đứng trước x mũ 5 nó sẽ là, ở đây là C55 nhân 2 mũ 5, ở đây là C56 nhân 2 mũ 5, ở đây là C57 nhân cho 2 mũ 5. Thì chúng ta có thể thực hiện như sau. Xin là hệ số cần tìm. Ở đây là C55 nhân 25 cộng cho C56. Các em cứ từ từ, bởi vì chuẩn bị chúng ta có thêm một cái thủ thuật để chúng ta xử lý. Nhân cộng cho C57 nhân 245. Đương nhiên đối với cái tính tổng này hoàn toàn chúng ta có thể bấm máy một cách bình thường, nhưng mà một số bài toán nó bấm 5, 7 hoặc là 10 cái phép toán như thế này thì chúng ta có thể khái quát và chúng ta sử dụng cái máy tính Casio như sau. Chúng ta thử xem nhé. Thì trong cái tổng này chúng ta sẽ thêm thử là những cái yếu tố nào cố định và những yếu tố nào nó sẽ chạy. Thì chúng ta thấy ở đây là 2,5 nó là cố định, ở đây cái ngọn là cố định và góc chạy. Thì trong cái máy tính chúng ta có một cái dấu tính tổng, nhưng mà không có nhiều người biết, và các em học sinh thì đôi khi lại không có để ý điều đó. Đây, ở đây là 2,5 cố định nên thầy sẽ bấm là 2,5. Chúng ta sẽ nhân tiếp, chúng ta có một dấu tính tổng thì chúng ta xem thử, chúng ta sẽ tính là gì. C55 cộng cho C56 cộng C57, ngọn cố định thì đương nhiên chúng ta sẽ giữ nguyên ngọn là số 5, và góc chạy, góc chạy từ đâu? Góc chạy từ 5 đến 7 thì ta cho góc là x. C5 ngọn cố định và x chúng ta chạy từ 5 đến 7. Thầy nói lại một lần nữa, đối với bài toán này thì chúng ta không cần sử dụng đến công cụ nào chúng ta vẫn tính toán được. Nhưng mà qua cái ví dụ này, thầy muốn giới thiệu cho các em cái công cụ này để chúng ta vận dụng đến những bài toán khác nữa. Thầy ta bấm cái bàn, chúng ta có kết quả là 896. Như vậy đó là đáp án A. Chúng ta qua bài tập số 3. Bài tập số 3 này nó có hai cách. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ dựa vào cái khai triển ở đây là ckn nhân e mũ n trừ k nhân cho b mũ k với k chạy từ 0 đến n. Thì chúng ta bắt đầu ra so sánh. Chúng ta sẽ chọn giá trị AB phù hợp. Thì ở đây chúng ta thấy ngay rằng là gì? Ở đây là 2,0 cộng cho 2,1, 2,2 đến 2,n. Khi chúng ta chọn E bằng 1 và chúng ta chọn B bằng 2 thì rõ ràng 1 cộng cho 2 mũ n nó sẽ bằng, ở đây là 1, là như là bỏ đi, ở đây là 2 mũ k. Khi chúng ta cho k chạy từ 0 đến n thì hoàn toàn chúng ta sẽ có được cái khai triển dạng đầy đủ như thế này. Thì rõ ràng từ những cái ý này chúng ta suy ra được là 3 mũ n nó sẽ bằng 2,187. Thì từ đó chúng ta suy ra được là n sẽ bằng 7. Ở đây thì nói thêm một tí xíu là khi chúng ta chọn e bằng 1 và b bằng 2 thì đây nó chính là cái vế trái của chúng ta, và đương nhiên thì cái đây là cái vế trái nó sẽ bằng là 3 mũ n nó bằng là 2,187, và từ đó chúng ta tìm được n bằng 7. Chúng ta qua cách số 2. Cách số 2 chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng khi nãy thầy vừa giới thiệu, tức là chúng ta sử dụng cái dấu tính tổng này. Thì khi đó chúng ta bắt đầu chúng ta đưa vào cái dạng tổng quát của cái tổng này. Thì để đưa vào dạng công tơ tổng quát thì chúng ta xem thử là cái yếu tố nào cố định và yếu tố nào là nó thay đổi và nó chạy. Thì thấy ngay cái góc là nó là n là cố định, và cái ngọn nó sẽ thay đổi là từ 0 đến n. Thì ở đây có hai kiểu bấm, ví dụ như chúng ta cho nó chạy, cho ngọn nó chạy từ 0 đến n thì n ở đây thầy có thể thay bằng a. Tiếp theo ngọn nó chạy nên ở đây là 2 mũ x nhân cho a. A ở đây chính là góc c x. Chúng ta bắt đầu chúng ta gọi giá trị x ở đây, dù chúng ta cho là bao nhiêu thì nó cũng sẽ không có ảnh hưởng đến cái tổng của mình, bởi vì trong cái tổng x nó sẽ chạy từ 0 đến a. Nên ở đây số bất kỳ chúng ta để bao nhiêu cũng được. A đầu tiên chúng ta chọn nó là 4, tức là cái giá trị n là 4. Tay 1 hoàn toàn không phải, chúng ta gọi tiếp a bằng 5, không phải. Chúng ta gọi tiếp a bằng 6, không phải. Chúng ta gọi tiếp a bằng 7, 21 87. Như vậy là đáp án D. Thì ở đây nếu ai không thích được a hoặc là chúng ta chưa kiểm soát được thì hoàn toàn chúng ta sẽ thay là chúng ta sẽ cho là x chạy từ 0 đến 7 21x. Ở đây là chúng ta thay bằng số 7, cũng cùng một kết quả. Ví dụ thầy thử cho chúng ta là đến 6 chẳng hạn, đương nhiên là không phải. Như vậy là chúng ta sẽ sử dụng tính năng tính tổng trong máy tính và chúng ta khái quát nó để chúng ta có cách làm hiệu quả đối với một số dạng toán như thế này. Bây giờ thầy có công việc phải đi ra ngoài, thì có lẽ bài tập 4, 5, 6 này thầy về các bạn sẽ cùng giải quyết ở video tiếp theo. Thì các em có thể là ghi đề ra ngoài giấy và chúng ta xử lý trước, và thời gian tới thầy sẽ up lên cái video chúng ta sửa bài tập 4, 5, 6 cũng như là 25 câu tổng hợp về xác suất, cũng như là các quy tắc đếm, cũng như là nhị thức Newton. Và nhớ rằng là các video này thì có thể phục vụ cho việc ôn thi tốt nghiệp đối với các học sinh khối 11 vào năm 2017, tức là năm sau. Thì chào tạm biệt tất cả các em, và nhớ là thường xuyên theo dõi kênh để nhận những cái video mới nhất từ tác giả nhé.